Rồi xin chào các bạn nha. Hôm nay mình làm món chả cá nha các bạn. Mình thử làm nguyên xương luôn coi sao nha các bạn. Mình bầm nhuyễn nha. Rồi sau khi bầm cá xong á các bạn, mình sẽ ướp những gia vị này nha các bạn. Mình cũng xin nhấn mạnh là con cá này mình bầm vậy là thì nó cũng sẽ có cái xương dầm tí xíu nha các bạn. Trừ khi các bạn lóc xương ra thôi. Đây. Mình ướp ớt, hành lá các bạn ướp nhiều nha, cho nhiều vô nha. À, cái này là rau thơm nha các bạn. Nó bị héo rồi các bạn ơi. Rau ngò chứ, ngò á các bạn. Đó, mình ướp ba cái này vô. Và sau khi bầm nhuyễn đây, đây là thành phẩm các bạn. Hồi nãy mình quên quay cái ướp nữa các bạn ơi. Đây. Sau khi mình bầm thật kỹ rồi các bạn. Mình ướp hành lá, ớt và ngò thơm vô. Thì mình sẽ được thành quả vậy nha các bạn. Mình ướp lúc mình bầm xong mình ướp thêm ít muối, nước mắm, bột ngọt. Nước mắm, muối, bột ngọt. Ba đó được rồi nha các bạn. Đó, và mình bỏ vô bịch này để mình bỏ tủ lạnh để dành ăn các bạn. Mình trộn đều luôn, mình bầm thiệt là kỹ nha các bạn. Các bạn chú ý là cá này mình đánh vẫy. Xong mình lấy cá nhỏ thôi, đừng có lấy cá to. Cá to quá thì nó xương nhiều to á. Bầm nhuyễn xong bắt đầu mình ướp. Cái này món này chỉ dành cho người lớn ăn thôi nha các bạn. Mình chiên thì để chừng nào mình chiên mình quay cho các bạn xem nha. Mình chiên thì mình chiên cho nó giòn luôn nha các bạn. Chiên giòn luôn. Để mình ăn luôn xương các bạn, cái xương dăm á. Chiên giòn luôn. Gần như chiên xù vậy. Đó. Thì mình ướp ba nguyên liệu này với muối, đường. Không có ướp đường nha các bạn. Ướp đường mình chiên nó bị cháy nha. Muối, nước mắm và bột ngọt, mình chỉ ướp ba cái đó thôi. Lần nào mình chiên ăn mình quay cho các bạn xem nha. Và đây mình có chuẩn bị mớ ốc bu nữa nha các bạn. Tại bữa nay cũng ngày lễ có bạn tới đó các bạn, mình cũng chuẩn bị mớ ốc bu để mình luộc hấp xả nha các bạn, hấp xả. Đây mình đang ngâm nước để cho nó sạch nè các bạn, ngâm nước cho nhả cái chất dơ đó. Bên đây có bạn vậy, lâu lâu bắt ốc luộc nó cũng không nhiều các bạn, cũng được. Cái này món chả cá chiên nè các bạn, chả cá chiên chồng YouTube đó là món gì vậy? Hầm dê sầu. Dê hả? Món này à. Lần làm quay luôn. Hiểu không? À, lần bé review luôn món này đi. Từ từ. Món này bé là lần làm là quay luôn. Được bao nhiêu người theo dõi rồi? 400 mấy. 400 mấy mà có nào, ví dụ như đang livestream rồi có ai coi không? Chưa đủ livestream mà. Livestream. À. Phải đủ, muốn live phát trực tiếp phải đủ. Cái mà cái nó là cái gì vậy? Cái nền bộ. Nữa mày là kèm với lại các bạn. Dám ăn không trời? Ủa, tỏi gì cũng ăn. Được. Ngon không? Cái này hơi mặn không nhỉ? Hơi mặn. Bữa nào ướp lên, ướp bớt lên cho mặn á. Ủa chứ người đâu đây không? À biết nó trong này đây, biết nó đậu đâu. Nhưng mà nó nói là bị nề. Ngon mà. Nề. Cũng là phải nóng á. Nề dây chằn. Anh bầm có xương dầm á. Nè nó còn bị rách nữa nè. Mình phải ăn nóng. Tí xíu giật, tí xíu giòn. Nói chung là nó nói không có đáng kể vậy đó. Tuy nhiên là thì đó thì nghỉ ngơi nó sẽ lành. Nó không phải cần phải phẫu thuật, không cần. Mình nói, mang nha. Bữa tôi bị nó kêu là rách nhẹ cái dây chằng trước. Rồi nó cho uống thuốc chống viêm vậy thôi. Đúng rồi, nhưng mà vậy nè. Bữa trước cũng đi một lần ở Đà Lạt. Mà đo rồi cỡ 5 cây số là bắt đầu chân sẽ bị đau.
Nên tôi muốn làm cái gì cho nó hết bị như vậy, để mình muốn đi gì mình đi tự nhiên. Tự do ở nhà không luyện tập. Hết hết rồi mà nghỉ ngơi mới hết. Đúng rồi, thì nó không thể nằm đâu hoài. Ví dụ cái lúc mình đi nó đau thôi, mình về ngủ qua đêm qua ngày mai định hết. Nhưng mà tôi muốn là tôi đi không bị đau nữa. Ý là nó là luyện tập. Chị ngày nào cái này món dê sầu chiên bột này. Về hết một tuần đúng không? Chị khó chạy bộ 5 cây số ngày. Khó bỏ qua này. Món ve này mà ướp gia vị không Nghĩa? Ta chỉ ướp với cái bột bột mua chiên vậy thôi. Cái kia mình làm sạch thôi. Làm sạch. Mình có mổ bụng đúng không? Mình có. Con ve này có bụng đâu. Nó hút nó nhựa mà nó không có. Ủa trong này nó có gì trong này vậy? Cá. Chả cá. Cá không hả? Chả cá. Xương xương đúng không? Ừ, băm nước xương mà. Bởi vậy mới chiên giòn giòn ăn á, đâu để người không? Đâu có lóc xương đâu, cá nhỏ mà lóc xương nhỉ. Nó ngon này béo nha. Ngon. Em qua nhà kia có món này mà đúng không? Nhưng mà để nguyên con. Đó phải trở nha, không cháy tiền á. Ve pha với bột chiên giòn các bạn. Nhìn ở đây. Cho miếng ngò xanh qua đây đi. Dê béo béo. Em miếng bột coi cho. Bột dai không? Nước phải trở. Dê. Ngon, món này ngon các bạn. Béo béo. Nó không ngon bằng con dế thôi nhưng ha. Rồi, ra ngon. Thêm một món tài trợ từ bạn Thành. Được nhiều món gì vậy ta? Dưa leo. Còn món chả chiên. Còn món chả chiên nữa. Ngồi này hấp mấy ngon ngon. Hôm nay là không muốn nấu à. Tao làm món này không ngon hả mày? Mày ăn thử đi. Mày không ngon mày hẳn nói. Vô trong. Lâu lắm rồi mới nhậu với chồng từ Tết giờ. Vừa nhậu sô chu với mẹ uống nhiều không? Không có uống đâu. Sô chu bữa tối. Người ghét cái thằng Tuấn. Nghĩa thử món này trước luôn, Nghĩa nấu á. Cái thằng Tuấn mình cũng không thích. Ngon. Là ốc gì mẹ? Ốc bưu, ốc gì mẹ? Có số lần. Tôi đi thì vui, lần kia nó tự nhiên nó tìm các thái ngàn. Nghĩa thử đi. Thử món bưu qua. Chả ớt. Em uống năm đã 200 triệu. Chả ớt đầy đậu quá đúng không? Đầy bộ món. Ý chả ớt cái nước rồi hả? Ừ, tao thêm miếng hạt nem với miếng bột ngọt nữa. Hấp nước nha. Miếng hạt nem bột ngọt hả? Ngọt 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 ngọt. Ngọt hả? Chấm mắm gừng nè. Chấm mắm gừng hả? Mắm gừng. Làm như là mình mắm gừng. Rồi cảm nhận bạn bạn nấu hay sao? Bạn ăn bạn nấu ngon mà. Ngon hả? Ngon. Ai nói gì đâu, ngon thì tốt vậy đâu. Ốc này sạch này Nghĩa, nuôi vậy đó, nó ít bùn hơn ốc rồi mới bắt cái dưới hồi vậy. Cũng đỡ như hả? Nói gì vậy tin? Mình nói như cái vợ chồng giống như vợ chồng mình có thằng mua đâu. Vợ chồng ảnh á, là tại vì hôm bữa mua bên kia, bên Thái rất là nhiều rồi. Nghĩa thử miếng này Nghĩa. Nè, không mua đó. Thử rồi hả? Ăn rồi hả? Lấy dùm cái thố đựng cái vỏ ốc đi. Là được không? Bây giờ chồng chặt chẽ kia cũng chẳng mua gì hết. Đúng rồi. Đi mà trẻ trẻ nào nó không mua đâu. Không nghe. Chỉ có tiếng ngoài. Rồi là tiếng cho chặt. Vậy cuối tuần phải nước vệ sinh xe rồi này kia. Này trả gì tân? Rồi xong á là trả gì? Còn phải giải quyết. Trả cây là trả ớt. Trả ớt xong. Để thứ hai cho mình. Cho nó trôi cái công việc của mình. Chứ còn chủ nhật phải thấy á. Mình nhân ra đi Trung Quốc rồi. Đi Hàn rồi đúng không? Ngon. Mình mới đi Thái này. Cam nè. Mã lai. Mã lai rồi. Bữa đi mã lai còn được tiền nữa. Năm năm rồi. Đi công ty. Rồi chung. Đi chung đi, chung đi. Nó ra nó ngọt hơn mà. Đi Trung Quốc. Cái đỏ ngon.
Rồi ly tao đâu mày? Ê tôi định cái vụ mà mừng ngày vậy đi. Mà tụi bé